với mọi người luôn, phôi thấy gân nha mọi người. Miếng cái lô này là nó đâm chọi trơn hết mọi người. Rồi, phôi thấy gân này mã số là C1. C1. Hoành nó 25. Cao là 47. Kính bầu là 32. C1 giao lưu với mọi người là 1.300.000 em bao ship. Rồi 1.300.000 anh em. Bao ship luôn. C2. Tiếp theo là mã C2. Ồ, cái này lực lắm anh em ơi. Mấy cây nó có đâm chọi hết trơn à. Mọi người đừng sợ là nó không đâm. Cây đâm chọi hết trơn anh em ơi. Dễ sống lắm nha. Cái hàng dễ sống anh em, để cứ để gì rồi tưới nước rồi đâm chọi hết à. Hoành nó là 31. 31 hoành. Cao là 76. Cao 76. Bầu nó 36. Bầu 36. Mấy cái này là mặt cắt cũ thôi ha. Cái gân thì da nó xù xì nha mọi người. Rồi mã số này là mã số C2 giao lưu với mọi người 1.400.000 bao ship. Rồi C2 1.400.000 ha. Bao ship nha anh em. C3. C3. Trời đất mạnh luôn ha. Nhưng mà anh em đóng hàng có khi mấy trò này nó mềm quá nó gãy cho mọi người, nên trò khác ha. Đâm rất là nhiều luôn anh em ơi. Cái này dễ sống lắm anh. Hoành 28. Chiều cao nó là 53. Kính bầu nó là 32. C3 giao lưu với mọi người 1.400.000 em bao ship. Rồi 1.400.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn. Rồi C4. C4. Nó đâm chọi tùm luôn. Đó. Em khỏi phải lo ha. Rồi hoành luôn. Hoành nó 22. 22 hoành. Cao nó là 85. Cao 85. Kính bầu là 36. Mấy này nữa về đóng em, khi em đóng ốp hàng vô anh em. Khi nó bị gãy mấy nhánh nhỏ này không sao nha anh em, nữa đâm chồi mới nha. Để cho anh em biết cây này sống khỏe ha. C4 em giao với mọi người 1.100.000 em bao ship. Rồi 1.100.000 bao ship ha. Chứ vận chuyển xa là phải mấy cây chồi nhỏ nó phải gãy rồi. Anh em thông cảm. Nữa lên chồi mới. Ờ nó gãy nó cũng không gãy hết đâu. Đâm chồi. C5. Cái này là em chỉ có để ngoài sân rồi em tưới nước là nó đâm chồi vậy đó mọi người. Đó. Dễ nó dễ lắm anh em ơi. C5 nha. Hoành nó 31. 31 hoành. Cao nó 84. Đường kính bầu 38. C5 giao lưu với mọi người là 1.100.000 em bao ship. Rồi 1.100.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn. C5 cây khá là to luôn. Rồi C6. Đó. Đâm chồi luôn. Chồi lá hả? Anh em đâm cái lá giống như lá tầm chuột vậy. Ừ. Đó cây này cái lá nó ngộ ra. Nè, ha, nè. Tốt một cái luôn. Hoành nó 22. Chiều cao của nó là 65. Bầu của nó là 29. Rồi cây này mã số C6 giao lưu với mọi người 500.000 em bao ship nha mọi người. Rồi, 500.000 đó, bao ship luôn. C7. C7. Quá trời luôn. Trời nó thì nó muốn đâm chỗ nào nó đâm. Hoành nó 25. 25 hoành. Cao nó là 59. Bầu nó là 33. C7 em giao lưu với mọi người 550 bao ship. Rồi, chỉ 550.000. Cây đâm chồi ào ào luôn em ơi. C8. C8. Coi nè. Hoành 21. Chiều cao 66. Đường kính bầu 30. Rồi C8 giao lưu cho mọi người 600.000 em bao ship. Rồi 600.000 thôi em, bao ship luôn. Mấy cái này cứ để tự nhiên ở đâm chọi mọi người, đừng ủ quá, ủ quá dễ chết á. C9. Thì tự nhiên nó đâm chọi. Nhiều khi nó bị thúi á. Anh em ủ gốc quá thúi á. Hoành nó là 20.
Cây đâm chồi rất là mạnh chiều luôn. Chiều cao là 47, đường kính bầu là 29. Rồi cây C9 em giao lưu với mọi người 500 ngàn em bao ship. Rồi chỉ có 500 ngàn thôi mà bao ship luôn em ơi. Mã số C10. C10, cây này dáng bay ha. Đậm ẩm ẩm. Mấy cái này nó mới, nó non nên nó mềm lắm. Nhưng mình quấn lại nó dễ gãy. C10. Đế nó quái ha. Cái này là liền một bể luôn nghe nè. Em đâu nguyên một cụm luôn nha. Giờ em không biết đâu sao giờ. Hoành 35. Nguyên cụm 35. Cao nó là 75. Cao 75. Kính bầu 31. Kính bầu 31. Rồi cái C10 em giao lưu cho mọi người 700 ngàn em bao ship luôn. Rồi 700 ngàn thôi bao ship luôn. C11. Đó, đâm chồi trên đọt cũng đâm luôn nha anh em. Đó. Rất là dễ sống anh em ơi, khế găng dễ sống lắm. Hoành đó là 25. 25 hoành. Chiều cao là 61. Chiều cao 61. Đường kính bầu 34. Đường kính bầu 34. Rồi cái C11 giao lưu cho mọi người 500 ngàn em bao ship. Rồi chỉ 500 ngàn thôi anh em ơi, bao ship luôn. Bên kia. Đúng không? Bên nào? C12. Đó, cây này dáng bay luôn. Cũng đâm chồi chơi nghe anh em. Đế thú luôn ha. À, coi anh em đã đâm nó nhảy được quá trời luôn nè. Đó. Cái này trời mưa nữa. Thời tiết mát mẻ nó dễ đâm chồi. Cứ em nên em cứ để trong mát tưới nước rồi đâm chồi. Hoành 26. 26 hoành. Cao 53. Cao 53. Chiều dài cái bầu 36. Chiều dài bầu 36. C12 giao lưu với mọi người 600 ngàn em bao ship toàn quốc. Rồi 600 ngàn bao ship luôn. C13 luôn. À. Đây trời mạnh ha. Cây này nó có cái lỗ nhỏ ở đây nha mọi người. Lỗ nhỏ ở đây nè. Hoành của nó là 23. Chiều cao nó là 59. Bầu của nó là 32. Lấy cục cây để chim. C13 em giao lưu với mọi người 500 ngàn thôi em bao ship luôn. Lấy cục cây nhỏ đó luôn. Rồi. Chim lên miếng. Rồi C14 cũng là cây cuối cùng anh em ơi. Đó, lông dán luôn. Đâm chồi ào ào luôn. Cái này có cái da của nó là nó da có nó sụn ra rồi nó bị chóc giống theo cái da nha. Da của nó nứt sụn như nè mọi người. Hoành của nó là 21. Từ đây tới đây là 78. Dài cái bầu là 27. Rồi C14 em giao lưu với mọi người 500 ngàn em bao ship. Rồi xem một